Hôm nay thì bên em sẽ có rất là nhiều những cái mã sản phẩm giá hời để gửi tặng tới tất cả các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt này, ngày hôm nay thì thân bơm lốp pin của Hukan xài trên pin phổ thông em về hai màu các bác nha. Đây là cái mẫu màu xám và mẫu màu vàng như thế này, màu xám xi măng và màu vàng. Với cái thân máy này thì sẽ sử dụng là chân pin phổ thông nha. Logo dập nổi trên máy và có đồng hồ báo này. Các bác đặt hàng cái mã này gọi cho em là thân bơm lốp của Hukan chân pin phổ thông. Với mức giá ngày hôm nay có 499.000 đồng thôi ạ. 499.000 đồng thôi để canh có thể sở hữu được luôn một cái thân bơm lốp của Hukan hàng chính hãng như thế này. Đây là giá thân máy chưa kèm theo pin canh nhá. Anh nào chưa có pin mình nhớ mua thêm pin cho em là được. Canh cứ lắp vào những cái khối pin chân pin phổ thông là canh sẽ xài được luôn này. Máy to, khỏe, đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn. Và đây thì sẽ là một cái máy thổi lá của Hukan xài điện trực tiếp 220V với công suất cực đại lên tới là 3.500W này. Chốt đơn đặt hàng thì các bác gọi cho em là máy thổi lá điện của Hukan với mức giá chỉ có 950.000 đồng thôi. Tất cả các mã sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ đều được giảm giá đến kịch sàn. Đấy, các bác mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua sản phẩm nào thì các bác hãy nhanh tay mình liên hệ trực tiếp bên nhà em. Một trong hai đầu số điện thoại trên màn hình là mình có đơn hàng thành công các bác nhá. Đây sẽ là một cái máy khò nóng. Cái này các bác gọi cho em là máy khò xanh của T-Box này. Máy sẽ có công suất lên tới là 2.000W và xài điện trực tiếp 220V như thế này. Với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 299.000 đồng. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là máy khò xanh của T-Box. Với mức giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Hàng chính hãng, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình nha. Và tiếp theo thì sẽ lên cho em một bộ máy bu lông pin hàng chính hãng của Gookfit. Cực kỳ là xịn sò con bò như thế này. Đây ạ. Cái này sẽ là hàng logo dập nổi trên máy các bác nhìn nhá. Lập dập nổi logo trên máy và trên cái sạc của nó cũng dập nổi logo như thế này. Một bộ thì theo hai quả pin 10 cell pin 4.0 AH luôn. Pin dòng xả cực cao và pin hàng cho pin thông dụng này. Đi theo thì sẽ có một cái mớ phụ kiện rất là nhiều đồ như thế này. Phụ kiện này sẽ có rất là nhiều những cái đầu khẩu. Khẩu 17 này, 14, 18, 19 và 22. Kèm theo 4 cái đầu bắn tôn, 6 cái đầu bắn vít, 1 cái đầu chuyển vít, 4 mũi khoan sắt này, 4 mũi khoan gỗ. Đấy, và có một cái con sâu bắn ốc ở chỗ khó như thế này. Máy thì sẽ là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng ở giữa như này, có lỗ lục giác nha. Kiên vít kiên tôn thoải mái và lực siết của máy sẽ là 450 lưu tôn ạ. Lực siết cực kỳ là mạnh mẽ luôn cho em. Và với mức giá hôm nay thì chỉ có 1.300.000 đồng thôi. Để canh có thể sở hữu luôn một cái mã sản phẩm đầy đủ nguyên bộ như thế này. Chốt đơn đặt hàng các bác gọi cho em là chọn bộ bu lông của Gookfit 450 lưu tôn. Với mức giá cho em là 1.300.000. Và đây sẽ là một con máy khoan pin hàng ngon bổ rẻ nhất các bác lấy con màu đen này. Lên đơn đặt hàng thì canh gọi cho em là khoan pin 12V màu đen. Với mức giá ngày hôm nay sẽ là 280.000 đồng một bộ canh nhá. Một bộ thì sẽ theo hai pin một sạc. Cái pin là pin 12V và pin tròn chân pin tam giác như thế này. Máy sẽ là đầu 10 ly và có hai chức năng. Có chức năng khoan và chức năng bắn vít này. Điều chỉnh 20 năm cấp chuột. Với mức giá em bán tặng canh ngày hôm nay là chỉ có 280.000 đồng thôi. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là khoan pin 12V màu đen. Với mức giá cho em sẽ là 280.000 đồng canh nhá. Và lên tiếp cho em ở bên này sẽ là một bộ máy khoan pin 4 cell. Đây ạ. Với cái bộ khoan pin 4 cell của Marula như thế này. Đi theo là sẽ có một cái túi đựng máy đây nhá. Và nguyên bộ sẽ là gồm một thân máy, hai pin một sạc. Sạc sẽ là sạc bàn, pin sẽ là pin 4 cell như thế này. Máy có 3 chức năng, có cả chức năng búa khoan tường và điều chỉnh 20 cấp độ trượt. Cái này sử dụng đầu Autolock 10 ly có khóa trục nha. Máy sử dụng motor từ không chổi than. Cái này canh có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường này. Với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 599.000 đồng cho cái bộ sản phẩm này. Con máy này thì nó có cái đèn led rất là sáng và có đèn báo pin luôn, hàng chính hãng và logo dập nổi như thế này. Maruna là thương hiệu con của công ty Hukan nha. Canh xài là cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Mẫu mã thì cực kỳ là đẹp và chắc chắn và với mức giá thì cực kỳ là phải chăng. Lê đơn đặt hàng canh gọi cho em là khoan pin 4 cell của Maruna. Với mức giá chỉ có 599.000 đồng thôi. Cho nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em.
Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới các bác ở đây sẽ là những cái súng bắn đinh hạt lổ Kutan. Cái này nha, cái đợt là em còn số lượng ít cho nên là sale tặng canh luôn. Đấy, nguyên bộ như thế này này. Cái này thì nó sẽ chưa theo đinh nhá. Khi mà canh nhận về thì sẽ có máy và phụ kiện như thế này. Có máy và phụ kiện đầy đủ như thế này cho em. Cái này hàng chính hãng của Kutan đấy ạ. Và mức giá cho em ngày hôm nay chỉ có 250 ngàn thôi. Bình thường nếu như mà giá thị trường canh mua nó sẽ rơi vào khoảng chừng 350-400 đấy ạ. Hôm nay là em sale tặng canh với mức giá 250.000. Có máy và có đầy đủ phụ kiện như thế này. Hàng chính hãng của Kutan cho em nha. Chốt đơn đặt hàng thì canh cứ đọc đúng mãi cho em là được. Canh cứ gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ của Kutan. Với mức giá ngày hôm nay là chỉ có là 250.000 đồng thôi. Quá rẻ, quá hời cho một cái mã sản phẩm hàng công ty, hàng chí hãng luôn canh nha. Lại một chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác và rất chi là nhiều các mã máy. Và hôm nay thì em đang ở trong một cái kho hàng cực kỳ là rộng, rất là nhiều các mã sản phẩm mà hôm nay em mới về. Và với những cái mã sản phẩm ngày hôm nay em sẽ lên từng mã và sẽ có cái chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác cho mình luôn nha. Đầu tiên này, các bác có thể tham khảo cho em bộ máy khoan pin Kutan mã 120 đây ạ. Với thiết kế là màu xám xi măng cực kỳ là đẹp và sạch sẽ như thế này nha. Pha điểm thêm một ít cái màu xanh lá cây này các bác nhìn này. Đây là cái mã sản phẩm mới ra mắt thị trường của Kutan. Hàng logo giặt nổi như thế này. Đầu máy thì sẽ là đầu Autolock nhá. Cái này sẽ là đầu Autolock 13 ly đầu kim loại và hàng có khóa trục luôn ạ. Máy thì rất là khỏe như thế này. Có 3 chức năng này, chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng múa để hỗ trợ khoan đường điều chỉnh là 20 cấp độ trượt. Và máy thì sẽ có 2 cấp độ đen sẫm nha. Và với những bộ sản phẩm này khi mà anh lấy nguyên bộ này, nguyên hộp nó sẽ như thế này. Gồm có một thân máy 2 pin 1 sạc. Cái pin của nó sẽ là pin trâu, pin 10C và chân đi phổ thông như thế này. Sạc đi theo máy thì sẽ là sạc bàn nhá. Ngoài ra thì canh còn được tặng thêm là một cái móc treo máy như thế này nữa. Và đây là một cái mã máy mà sử dụng hàng chân pin phổ thông rất là tiện lợi, ok và giá rẻ luôn các bác ạ. Nếu mà những bác nào nhà mình có sẵn những cái khối pin chân pin thông dụng như thế này rồi thì các bác có thể mua riêng một cái thân máy nhá. Bác nào mà mua thân máy như này thì em sẽ sale cho các bác giá chỉ có là 599 ngàn đồng thôi. Hàng mới về kho nhưng mà em sẽ sale tặng để gửi tặng tới tất cả các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Bác là một chốt đơn mã sản phẩm này đặt hàng các bác gọi cho em là Kutan Kutan mã 120. Đấy các bác nhớ lưu ý cho em này, mua thân máy thì giá 599 ngàn. Còn bác nào mua chọn bộ nhá, chọn bộ đầy đủ này, nguyên hộp như thế này cho em thì mức giá chỉ có 1.300.000 đồng thôi. Đấy, với mức giá phải nói rằng là siêu rẻ luôn để các bác có thể sở hữu luôn được một bộ máy khoan pin đa chức năng nhá. Cái này thì các bác sẽ sử dụng để bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan từ đều được nha. Còn với những cái mức giá hợp lý hơn nữa thì các bác có thể tham khảo xem mã này. Đây là bộ khoan pin Kutan mã 533, cái mã mà hàng màu vàng rồi nhá. Đây, cái này nó cũng là đầu Autolock, nó cũng có khóa trục như thế này cho em. Lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là khoan pin Kutan 533. Chọn bộ là đầy đủ như thế này, gồm có một thân máy 2 pin 1 sạc. Cái pin này cũng là pin châu 10 cell này. Riêng cái mã này còn có cả một cái tay cầm phụ và có sạc bàn như này đi theo nhá. Và mức giá cho em ngày hôm nay có 1.050.000 thôi. Đặt hàng các bác gọi cho em là khoan pin Kutan 533 với mức giá là 1.050.000. Đấy, và tiếp theo này, qua cái phía bên này thì em sẽ giới thiệu tới các bác sẽ có những cái bơm dậm chân 2 bít tông nhá. Các bác mà lấy những cái bơm như này này, đây là cái bơm xe, bơm dậm chân đúng không ạ? Đây là bơm 3 bít tông nhá. Đấy, em sẽ cái đợt này em sẽ còn loại 2 bít tông và 3 bít tông. Với cái bơm 3 bít tông này giá của nó sẽ là 380.000. Còn các bác mà lấy bơm 2 bít tông thì giá chỉ có 199.000 thôi. Các bác sử dụng bơm xe máy, xe đạp hoặc là bơm cả ô tô nữa nhá. Và lên tiếp cho em này. Bên này thì em sẽ giới thiệu các bác rất là nhiều những cái thân máy mài pin. Các bác tham khảo cho em đây là hai cái mẫu thân máy mài pin của Kutan. Cái mẫu này các bác gọi cho em là thân mài pin Kutan loại màu vàng. Giá chỉ có 520.000 thôi. Bây giờ em sẽ thử pin cho các bác xem này. Đây, và các bác lắp pin lại như này cho em này. Công tắc bóp này. Máy chạy cực kỳ là êm luôn nha. Và mức giá hôm nay có 520.000 thôi. Con này nó sẽ có 3 tốc.
cái tốc nhỏ nhất là 3.200 vòng này, tốc thứ hai là 4.800 vòng và tốc thứ ba thì sẽ là 6.400 vòng trên 1 phút. Hàng logo dập lỗ trên máy như thế này, thiết kế công tắc bóp nha, có chốt hạn như này. Hàng cho đi phổ thông cực kỳ là tiện lợi luôn ạ. Đi theo có phụ kiện đầy đủ, tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi cho em. Trước đơn đặt hàng các bác gọi cho em là thân máy này Vinhucan loại màu vàng nhá, với mức giá 520.000 thôi. Và đây là cái thân máy Vinhucan màu xám nữa này. Riêng cái thân máy Vinhucan màu xám này sẽ có chức năng chống khởi động lại. Cái này nó sẽ là hàng công tắc cạnh nhá. Bây giờ em sẽ thử pin cho các bác xem này. Đây, và các bác lắp pin như thế này, bật công tắc lên. Bây giờ máy đang chạy nha. Ở đây là sẽ được chỉnh được 3 tốc thời gian này, có lưu lượng số như này. Em sẽ tháo pin ra này. Em chưa tắt máy nhá, bây giờ em lắp pin lại. Đấy, máy không chạy lại đâu, em sẽ phải tắt công tắc đi và bật công tắc lại thì máy mới chạy lại này. Đấy. Cái chức năng này gọi là chức năng chống khởi động lại các bác nha. Đấy, khi mà máy có cái chức năng này thì là các bác sử dụng rất là an toàn. Khi mà các bác bị rơi máy này, hay là vỡ máy, hay là vỡ đá là máy sẽ tự ngắt luôn. Chốt đơn đặt hàng các bác gọi cho em là thân máy mài Vinhucan màu xám công tắc cạnh với mức giá 650.000 một thân máy. Và đặc biệt với những cái thân máy mài pin cái đập này thì chỉ có riêng cái mã này là có cái chức năng chống khởi động lại thôi, còn những cái mã khác là mình không có nhá. Đấy, với những cái mức giá rẻ hơn thì các bác lại lấy cái con mài pin Gretman này. Đây là thân mài pin Gretman. Đây, cũng là hàng công tắc bóp nha. Điều chỉnh 3 tốc này. Đây là tốc 1, tốc 2 và tốc 3. Đó. Với mức giá cho em là 450.000 cái thân máy này. Nên đơn đặt hàng thì các bác gọi cho em là thân máy mài pin Gretman. Thiết kế là màu xanh lá như thế này. Và mức giá là có 450.000 thôi. Đấy, đi theo là cũng có phụ kiện đầy đủ tay cầm tay mẫu bảo vệ lưỡi luôn. Đấy, và em có cả những cái phân khúc giá rẻ hơn thì các bác tham khảo cho em này. Với thân phân khúc giá rẻ hơn các bác lấy thân mài pin màu vàng hoặc thân mài pin màu đen như thế này. À, đây là thân mài pin màu vàng này, giá 350.000 này. Còn đây là thân màu đen này, giá cũng chỉ 350.000 thôi. Hai cái thân máy này giống nhau nhá. Đấy, chỉ khác màu thôi. Và hôm nay các bác mua thân mài em đều gửi tặng các bác có đầy phụ kiện tay cầm tay mẫu bảo vệ lưỡi như thế này. Đặt hàng các bác gọi cho em là thân mài pin màu vàng hoặc thân mài pin màu đen. Giá có 350.000 thôi. Đây, quay sát màn hình ở đây cho các bác nhìn rõ này. Riêng cái Gretman này nó sẽ là cái hàng logo dập lỗi như thế này. Đấy, hàng cao cấp nha, hàng công ty, hàng chính hãng. Và có đầy đủ mẫu mã như thế này. Các bác có thể tham khảo lựa chọn này. Mình muốn mua cái tầm tiền nào thì các bác có thể nhanh chóng mình đặt hàng mua cái mã đó. Có rất là nhiều phân khúc và nhiều sự lựa chọn cho các bác nhà mình luôn. Bên này em sẽ lên tiếp cho các bác là một bộ máy bu lông. Các bác tham khảo xem cái bu lông của Wokfit này nhá. Đây, bộ bu lông của Wokfit mà 450 lô tôn. Riêng cái mã này thì cái phụ kiện nó rất là nhiều. Nguyên hộp như thế này các bác này. Đấy, đây là nguyên hộp nha. Các bác mua bu lông Wokfit 450 lưu tôn thì phụ kiện đi theo là sẽ có rất là nhiều những cái đầu khẩu như thế này. Đấy, các bác sẽ có 5 cái khẩu đấy ạ. 5 cái khẩu bu lông 1/2, khẩu 14, 17, 18, 19 và 22. Kèm thêm là ở trên này nó sẽ có 4 cái mũi khoan tường và 4 cái mũi khoan sắt nha. Kèm thêm là có cả 4 cái mũi bắn tôn này, 6 cái mũi bắn vít, một con sâu bắn ốc ở chỗ khó và một cái đầu chuyển vít như thế này. Máy thì chọn bộ sẽ gồm một thân máy này, hai pin một sạc này, hàng chính hãng logo dập lỗ trên máy như thế này. Các bác nhìn này, rất là xịn luôn, kể cả cái sạc nó cũng được dập lỗ như thế này luôn. Đi theo có một cái dây đeo này và một cái móc treo máy luôn nha các bác nhá. Cái pin đi theo máy sẽ là pin chân phổ thông nhá và pin 10 cell này. Đấy, pin này có đèn báo pin, bây giờ em sẽ thử pin cho các bác xem. Cái đầu máy của nó sẽ là đầu bu lông 1/2 đấy ạ. Đầu rộng như thế này, có lỗ lục ra ở giữa này. Kiêm vít kiêm tôn thoải mái cho em. Đây. Lực xiết của máy sẽ là 450 lô tôn nha. Lực xiết phải nói rằng là cực đại luôn và để bao xài cho tất cả em thợ làm công trình luôn. Chốt đơn mã sản phẩm này các bác đặt hàng gọi cho em là bu lông Wokfit 450 lô tôn. Với mức giá siêu rẻ luôn. Ngày hôm nay chỉ với mức giá có 1.300.000 đồng thôi. 1.300.000 đồng để các bác có thể sở hữu ngay một bộ máy bu lông pin đa năng tiện lợi, giá rẻ và phụ kiện thì siêu nhiều các bác nha. Riêng cái bộ phụ kiện này thôi, các bác ra thị trường mua nó cũng chỉ giá mấy trăm ngàn rồi. Cho nên là ngày hôm nay mà với mức giá 1.300.000 để canh có thể sở hữu ngay được một bộ máy bu lông pin đa năng và tiện lợi hàng chính hãng như thế này thì các nhà mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công luôn. Và bây giờ thì em sẽ lên tiếp cho các anh một con máy khoan pin đầu kẹp 13 ly. Phải nói rằng là một con máy khoan pin 13 ly mà với mức giá hàng ngon bổ rẻ nhất luôn cho em. Đây các bác tham khảo cho em cái mã này nhá. Máy có 3 chức năng này.
có chức năng búa hỗ trợ khoan tường luôn. Với cái sản phẩm này khi mà các anh nhận về sẽ đầy đủ gồm một thân máy, hai pin một sạc nhá. Cái pin là pin châu pin 10C và chân pin phổ thông đi kèm. Sạc thì sẽ là sạc bàn. Máy thì có cả chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Con này đầu kim loại 13 ly tự xiết. Lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh với mức giá cho em ngày hôm nay có 799.000 đôi. Một bộ máy khoan pin mà đa chức năng nhá, canh có thể sử dụng để bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều được luôn. Cho đơn đặt hàng canh gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh với mức giá chỉ có 799.000 đồng thôi. Và em sẽ giới thiệu canh ở bên này em còn hai cái mẫu thân máy thổi bụi pin với mức giá siêu rẻ luôn. Cái này là cái thân máy thổi bụi pin màu xanh và đây là thân máy thổi bụi pin màu đỏ. Hôm nay này em sale tặng canh này, thân máy thổi bụi pin đa năng. Canh có chức năng thổi bụi và có chức năng hút bụi luôn. Đi theo mỗi một cái thân máy này sẽ có một ống thổi này và một cái túi đựng bụi đi kèm. Hàng cho pin phổ thông tiện lợi cho em. Và canh nắp vào pin phổ thông là canh xài được nhá. Lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là thân máy thổi pin màu xanh hoặc thân máy thổi pin màu đỏ với mức giá chỉ có 230.000 thôi. Cái giá này là giá thân máy nhá, giá thân máy chưa kèm theo pin và sạc đâu ạ. Phía bên này em có một số những cái mã máy cắt cầm tay. Các bác tham khảo cái máy này là máy cắt cầm tay của Hukan màu xám công tắc đuôi. Giá của nó hôm nay có 450.000 thôi. Cái này logo dập nổi và công suất 800W nha. Xài điện trực tiếp 220V cho em này. Còn bên này là cái máy mài chỉnh tốc của Maruna này. Hàng logo dập nổi luôn này. Giá cho em là 370.000. 370.000 chỉnh 6 tốc độ cho em. Lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Maruna với mức giá chỉ có 370.000 đồng thôi. Mức giá phải nói rằng là siêu rẻ luôn cho em. Đó, bên này thì em sẽ giới thiệu tới canh là một cái con máy khoan điện đầu kẹp 13 ly. Canh tham khảo cái mã này nhá. Con này thì nó sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V này, có chức năng búa này. Đấy, sẽ có chức năng búa khoan tường, đầu máy sẽ là đầu man xanh 13 ly, đầu man xanh sắt 13 ly có khóa mở như thế này. Máy xài điện trực tiếp 220V. Đặt hàng thì các bác gọi cho em là khoan điện 13 ly loại màu đen nha. Với mức giá chỉ có 350.000 thôi. Mức giá này canh được bao ship này. Mức giá này thì phải thật sự luôn à. Rẻ hơn cả con máy khoan đầu 6 ly các bác nha. Đấy, với mức giá có 350.000. Lên tiếp trang là một cái bộ máy bu lông của Hukan. Đây là bu lông Hukan X1 Pro mẫu mới. Thiết kế màu xám kim anh như này. Đấy. Máy là có chế độ tự ngắt này. Và các bác điều chỉnh được 3 tốc nha. Con này sẽ điều chỉnh xem là được 3 tốc độ nhanh chậm. Cái đầu máy của nó sẽ là đầu bu lông 1/2. Đầu rỗng rất là đa năng và tiện lợi luôn. Sạc đi theo là sạc bàn như thế này. Một cái bộ này nó sẽ theo hai quả pin. Một quả pin 10C và một quả pin 15C trên pin phổ thông đi kèm. Lực xiết của máy thì là 350 lưu-tôn nha. Sử dụng motor từ không chổi than xà rất là tiết kiệm pin. Nếu mà hôm nay mà các bác chốt cái bộ bu lông Hukan X1 này, em sẽ có cái chương trình mua 1 tặng 1 cho các bác. Tức là bác nào mà chốt chọn bộ bu lông Hukan X1 màu xám, em sẽ tặng cho các bác cái bộ khẩu này nhá. Đây cái bộ khẩu hộp xanh này này. Cái bộ khẩu hộp xanh này nếu như mà bác nào không mua máy bu lông, mình mua cái bộ khẩu này thì các bác vẫn có mua được đấy. Các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 món, giá là 180.000. Cái bộ khẩu này nó sẽ có 10 cái khẩu bu lông 1/2, từ khẩu 8 cho đến khẩu 24. Chất liệu bao đẹp như thế này này. Đó. Bác nào không mua máy bu lông nhá thì mình mua cái bộ khẩu này, gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 món, giá là 180.000 này. Còn hôm nay bác nào chốt cái bộ bu lông này thì các bác gọi cho em là bu lông Hukan X1 màu xám tặng bộ khẩu hộp xanh. Giá chỉ có 1.390.000 thôi nha. Đó. Mua chọn bộ bu lông X1 em sẽ tặng các bác cái bộ khẩu này. Tức là sản phẩm này giá có 1.390.000. Ngoài thị trường thậm chí các bác phải mua cái giá cao hơn mà không được tặng khẩu đâu. Hôm nay là trên video của nhà em mua được cái giá rẻ và được tặng cái phần quà trị giá lên tới 180.000. Số lượng là sẽ có hạn nha. Cho nên là bác nào mà ưng, bác nào mà chốt thì mình đặt hàng sớm cho em. Đặt hàng các bác cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Một trong hai cái đầu số điện thoại phía sau. Đấy, trên màn hình em sẽ để hai số điện thoại để cho các bác có thể chủ động liên hệ để mình đặt hàng được luôn nhá. Đấy, các bác mà chốt đơn thì mình chỉ cần alo điện thoại trực tiếp 1 phút mốt là mình sẽ có đơn hàng thành công luôn. Và tiếp theo thì em sẽ còn có rất là nhiều các mã. Đó, bên này thì với những cái thời tiết mà nóng như thế này, em sẽ giới thiệu các bác một số những cái mã quạt pin. Quạt pin cái đợt này em về rất là nhiều mẫu nhá. Đấy các bác tham khảo cho em
từ quạt 8 inch rồi 10 inch, 12 inch hay là 14 inch. Đó, sẽ có rất là nhiều các mã quạt pin với mức giá thì phải nói rằng là siêu rẻ luôn cho các bác này. Với cái quạt pin màu vàng này này, đây các bác tham khảo cho em. Đây là quạt pin màu vàng nhá. Quạt pin màu vàng á thì nó sẽ là hàng 2 trong 1 á. Cái quạt này á các bác lắp pin cũng được mà không lắp pin cũng được. Nếu mà các bác lắp pin thì là các bác lắp cho em quả pin 10 xe vào. Còn nếu mà không lắp pin thì với mỗi một cái quạt vàng này các bác đều có thêm một cái dây xả abato để các bác cắm quạt vào điện trực tiếp 220V mình xài như một cái quạt điện bình thường luôn cho em nhá. Cho đơn đặt hàng các bác gọi cho em là thân quạt màu vàng với mức giá là 580.000 thôi. 580.000 với cái thân quạt màu vàng này. Còn bên này sẽ là thân quạt màu đen. Đây, thân quạt màu đen thì cái đợt này nha em sẽ về 3 phân khúc. Các bác lấy cho em là cái này gọi là cái thân quạt màu đen này. Đây, cái thân quạt này là không theo pin nhá. Thân quạt màu đen thì không theo pin, giá của nó sẽ là 199.000. Nếu như mà các bác mua cái thân quạt đen này thì nó chỉ ở một tốc độ gió duy nhất, một tốc độ gió mạnh nhất và chân bi phổ thông, quạt này thì nó không xoay nhá. Còn khi mà các bác mua những cái quạt đen mà mua combo ấy thì là em sẽ có hai cái mẫu quạt đen combo. Đấy, quạt combo là các bác sẽ có cả pin nhá, còn thân quạt thì nó không có pin đi theo. Quạt combo thì các bác lấy xem cái combo quạt này là combo quạt pin màu đen của Kutan. Combo quạt pin của Kutan màu đen này này thì sẽ gồm có một thân quạt, một pin 10 xe, một sạc và cái quạt này sẽ điều chỉnh được hai tốc độ gió. Đấy, cái này thì nó không xoay nhá, không xoay trái, không xoay phải mà nó chỉnh hai tốc độ gió, được chưa ạ? Các bác mà chốt thân quạt màu đen bên này là giá 199.000, còn combo quạt pin màu đen của Kutan này giá sẽ là 399.000. Và em có cả cái combo quạt pin màu đen của Boxun nhá. Đây các bác nhìn này, đây là của Boxun. Combo quạt đen của Boxun nó cũng gồm một quạt, một pin và một sạc. Đấy, cái quạt pin Boxun này thì nó cũng có hai tốc độ gió đấy. Cái này các bác chỉnh là được hai tốc độ gió. Và riêng cái quạt đen của Boxun này thì các bác có thể xoay. Đấy, có thể cho nó xoay trái, xoay phải được luôn. Đấy, nhưng mà khi mà các bác lưu ý này, mình mua cái quạt đen này nhá, với cái thân quạt mà nó không xoay á và nó không có chỉnh số ấy, thì các bác nhìn nó sẽ, cái lồng của nó sẽ rất là dày dặn, nó nhìn nó sẽ cứng cáp, nó sẽ chắc chắn hơn những cái quạt mà nó có số và nó xoay. Đấy, đó là những cái ưu điểm và những cái sự khác biệt của những cái quạt pin màu đen này. Các bác có thể tham khảo nhá, mình mua thân quạt hoặc là mua cả combo cũng được. Combo thì là theo cả pin và sạc rồi, còn thân quạt thì chưa có pin và sạc. Thân quạt thì là để phục vụ cho những bác nào mình chưa có pin, còn combo thì là sẽ phục vụ cho những bác nào mà chưa có pin nhá. Đấy, những bác nào có pin rồi thì mình chỉ cần mua thân quạt thôi, còn chưa có pin mình có thể mua cả nguyên một combo cho em. Đấy, các bác mà còn có cái thắc mắc gì cần tư vấn thì mình có thể liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại trên màn hình để các bạn nhân viên nhà em là sẽ tư vấn cụ thể từng các mã quạt pin này cho các bác có thể tham khảo kỹ và hiểu kỹ về sản phẩm khi mình đặt hàng nha. Thân máy bu lông của Kutan bố to thì cái đợt này em sale tặng canh giá rất chi là hời luôn. Cái này thì các bác nhìn này, từ cái tem mác của nó cũng rất chi là đẹp nhá. Cái này hàng tem logo dập nổi này, đầu bu lông 1/2 đầu đặc như thế này, và đặc biệt máy sẽ điều chỉnh được 4 tốc nha. Con này sẽ có lực xếp cực đại lên tới là 800 newton. Nếu mà anh nào nhà, bác nào nhà mình có những cái khối pin mà chưa bi phổ thông như thế này rồi thì mình sẽ mua cái thân máy bu lông này về xài tận dụng pin ở nhà. Còn trong trường hợp bác nào chưa có pin nhá thì đợt này em sẽ có nhiều các mã pin. Nếu mà hôm nay anh nào mà lấy cái pin 15 cell này này, đây là cái pin 15 cell của Dorama này, giá cho em là 270.000 một quả nhá. Ngoài ra các anh có thể mua những cái pin 20 cell là pin to hơn, hoặc là pin 10 cell đó là những cái pin nhỏ hơn, có nhiều phân khúc giá để cho các anh chọn luôn. Bây giờ em sẽ thử pin vào cái thân máy búa to này cho các anh xem. Đây, cái thân máy bu lông búa to của Kutan này. Các anh nắp pin phổ thông vào cho em nhé. Các anh nghe cái tiếng máy của em này. Đấy, rất là khỏe khoắn như thế này. Máy là sẽ điều chỉnh được 4 tốc này. Bây giờ em sẽ chỉnh đây là tốc số 1 này, lên tốc số 2 này, và tốc số 3 này. Mạnh nhất thì sẽ là tốc số 4 đây nhé. Cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Với những anh nào, bác nào mình làm gara ô tô này hay là sửa máy xúc, máy cày, máy lổ này thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các anh. Và đây sẽ là thân máy canh nhá. Thân máy thì lưu ý cho em là sẽ không theo pin và sạc. Pin và sạc canh sẽ mua riêng, mua rời cho em, và canh ghép vào thì nó sẽ thành trọn bộ luôn. Lên đơn mã này thì canh đặt hàng gọi cho em là thân máy bu lông búa to của Kutan. Canh nhớ đọc cho em mã là của Kutan nhá. Các bác gọi cho em là thân máy bu lông búa to của Kutan. Mức giá trong ngày hôm nay là 650.000 một thân máy các anh nhá. 650.000 một thân máy chưa kèm pin. Anh nào chưa có pin mình nhớ mua thêm pin. Đấy, hoặc là các anh mua những cái sạc như thế này nữa này. Anh nào chưa có sạc thì mình mua cái sạc bàn màu đen này, giá có 70.000 thôi. Các
hãy lựa chọn này, mua một pin hoặc hai pin này và mua một sạc nữa là mình đủ bộ là mình xài nhá. Còn giá thân máy hôm nay quá rẻ quá hời luôn. Thân máy bu lông búa to mà các anh mua được cái mức giá rẻ ngang với máy búa nhỏ ngoài thị trường các anh ạ. Với mức giá có 650.000 thôi, được hỗ trợ bao ship luôn, quá rẻ quá hời. Các anh chỉ cần nhanh tay đặt hàng sớm cho em để có đơn hàng luôn nhá. Bây giờ em sẽ lên tiếp một cái mã này. Cái đợt này là em mới về cái mẫu máy thổi ná xài điện của Huka đây này các anh này. À, với cái thương hiệu của Huka này thì đây là một con máy thổi lá xài điện trực tiếp nhá. Đây để em sẽ mở cho các bác xem. Ở đây thì sẽ có một máy này và một ống thổi đi theo. Đây các anh nhìn cho em cái mẫu máy này. Cái máy thì phải nói rằng là bao đẹp luôn. Siêu to khổng lồ như thế này. Cái dây điện của nó này. Đây các bác nhìn cho em này. Cái dây điện của nó này to chà bá luôn. Đấy, dây điện rất là dài nha. Đi theo là sẽ có một cái ống thổi như này. Các bác lắp vào cái đầu máy kia. Đấy, lắp ống thổi vào cái đầu máy là mình xài được luôn. Con này có công suất cực đại lên tới là 3.500W nha. Hàng công suất cực đại luôn. Sử dụng là điện trực tiếp 220V. Ưng cái mã này, chốt cái mã này, canh lên đơn đặt hàng gọi cho em là máy thổi lá của Hukan xài điện. Với mức giá ngày hôm nay chỉ có 950.000 thôi các bác nha. Có 950.000 thôi. Mức giá cực rẻ luôn, giá cực hời luôn cho em. Và lên tiếp phía bên kia thì sẽ là những cái bộ máy khoan bê tông của Huka. Cái đợt này em về hai mẫu nhá. Cái mẫu này là mẫu K90 này. Đây, đây là bộ bê tông của Huka K90. Cái này thì sẽ là một con máy 3 chức năng và có đảo chiều luôn. Đầu mũi khoan 2x26 nhá. Đi theo máy là có 2 mũi đục 3 mũi khoan. Và công suất cực đại lên tới 1020W. Đây, cái này các anh sẽ sử dụng cái dây điện dẫn nó rất là dài như thế này. Mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 850.000. Lên đơn mã này các anh đặt hàng gọi cho em là bê tông Huka K90 nhá. Mức giá 850.000 này. Còn cái con màu vàng ở phía bên kia kìa. Đấy, con màu vàng phía bên kia thì sẽ là những cái con máy K96. Bê tông Huka K96 thì cái đợt này em sale tặng canh giá là 950 nhá. Đấy, cái dây điện nó cũng rất là dài như này. Đi theo trong hộp máy cũng có là 2 mũi đục 3 mũi khoan luôn. Và mức giá cho ngày hôm nay là chỉ có là bao nhiêu ạ? Với mức giá chỉ có 950.000 thôi. Đặt mua mã này thì các anh gọi cho em là bê tông Huka K96 nhá. Với mức giá 950.000, hàng 3 chức năng luôn, có đảo chiều, con này đầu mũi khoan 2x26 nhá. Đặt hàng các bác cứ đọc đúng mã cho em là được, con này có công suất cực đại lên tới là 1050W. Đấy, lên đơn đặt hàng các anh gọi cho em là bê tông Huka K96 với mức giá cho em là 950.000 thôi nha.